Ê, đêm nay rồi mua về rồi ý. Tối nay thử nói chuyện một chút nhá. Năm cậu 16 tuổi, mình cũng 16 tuổi. Nhìn thấy nắng vương trên nụ cười mà ngỡ tưởng mùa hạ năm nay về sớm, mặt trời đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu. Năm mình 16 tuổi, nhìn thấy cậu miệt mài chơi bóng trên sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà ngại ngùng không dám chạy đến đưa giùm cậu chai nước. Thấy mình chăm chú xem trận bóng cậu chơi, mấy đứa bạn bên cạnh hỏi: "Này, tỷ số bao nhiêu rồi? Ê, tại sao trọng tài lại thổi phạt đấy?" Thì mình luống cuống, không biết trả lời sao. Vì mình có biết gì về luật chơi đâu, chỉ là nhìn thấy cậu cầm bóng là mình ngắm hoài cả ngày không chán đấy mà. Năm 16 tuổi, cô bạn mình thầm thương một anh khóa trên. Mỗi ngày đến trường là lại đưa mắt ráo rác kiếm tìm. Một khoảng sân trường rộng đến thế, giữa bao nhiêu người, vẫn luôn nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Nhưng mà cô ấy không biết phải làm gì, cũng không dám làm gì. Năm nay anh ấy chuẩn bị thi đại học rồi, cô không muốn để những tình cảm nhất thời này sao lãng anh. Không thể tiến, không nỡ lùi, đứng trước người con trai mình dốc lòng thương nhớ, lại chỉ có thể mỉm cười nói: "Lâu không gặp, dạo này anh khỏe không?" Năm cậu bạn mình 17 tuổi, đứng nhìn người con gái của mình rời lên thủ đô học đại học. Người ta vẫn hay trêu cậu là phi công, nhưng thế thì sao? Cậu thấy tên đấy cũng không sai, mà lại còn đáng yêu mà. Suốt một năm người yêu ôn thi, cậu không quản ngại dậy sớm mua đồ ăn sáng, cùng lên thư viện học bài, đêm về lại cố thức khuya động viên chị ấy. Vất vả nhưng đáng nhớ, người con gái năm cậu 17 tuổi là người cậu yêu nhất. Kể cả không phải yêu thì cũng là thương nhất. Chị ấy đi được nửa năm thì nói lời chia tay: "Mình chia tay nhá. Em xin lỗi, em không đợi được anh rồi. À quên, bây giờ phải là chị em mới đúng chứ nhở?" "Ừ không sao, chúc em hạnh phúc. Năm cuối đời học sinh của anh đến rồi, ước gì em còn ở đây." Năm 16 tuổi, cô bạn mình chưa có một mảnh tính vắt vai. Xung quanh người ta thi nhau thất tình, rồi lại liên tục có người để mà nhớ thương. Còn mình thì vẫn một mình ăn, một mình chơi, thi thoảng đi loanh quanh với mấy cô bạn thân thiết, thế là hết một ngày. Cô không buồn, có gì đâu mà buồn, không có tình yêu người ta vẫn sống, nhất là khi còn trẻ thế này, tha hồ mà rong chơi. Nhưng mà có gì đó là lạ. Mùa đông năm nay, mùa đông năm cô 16 tuổi, khi gió mùa tràn về, hình như lòng thoáng chút cô đơn. Một mình vẫn ổn, nhưng có cậu thì sẽ tốt hơn đúng không? 16-17 tuổi, ai trong chúng ta đều có những câu hỏi về tình yêu mà chắc chắn không có ai biết câu trả lời cho chính mình. Dường như ở cái tuổi 16-17 này, ai cũng như ai, đều mong muốn có một chút tình yêu để khắc ghi cho những năm tháng ngây dại này. Có người ở lại, có kẻ rời đi, có người 3 tháng đã đòi chia tay, có người 3 năm vẫn hoài nhung nhớ, có người mạnh dạn tiến về phía trước, có người lại ngại ngùng, không dám đến gần đối phương. Còn mình, tuổi 16 này, mình chọn là người được theo đuổi hạnh phúc. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.